Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mọi người gặp ai thấy quen không? Xin Không chào. Xin chào em. Anh thấy em quen quá. Anh sao anh cứ được đà, anh cứ phỏng vấn hoài á. Chào được mọi kiểu người, phỏng vấn được một clip các anh cứ phỏng vấn em hoài. lần trước phỏng vấn nói chuyện với bông tím nhưng mà không hề có một đồng cát xê nào hết. Mà clip nó xóa rồi. Hôm nay sẵn tiện bông tím đang hot trend quá cho nên mình phải bố phim. Cho nên là ngồi trò chuyện cùng bông tím một xíu. Dạo này thấy bông tím hot quá. Giới thiệu bản thân mình một xíu thôi. Mình là bông tím Nguyễn Hoàng Chính Nghĩa. Bạn nào thích mình có thể vào Facebook của mình follow nha. Còn nếu mà tìm trên YouTube sẽ là bông tím channel. Đó. Thì mình có bộ ảnh khóc dưới Đà Lạt và bộ ảnh ngất xỉu ở Bình Thuận. Và sắp tới đây hôm nay mình sẽ có bộ ảnh đánh lên trường sân mặt. Và mọi người chờ đón xem bộ ảnh đó nhé. Nếu mà có thì mình cũng làm thử coi là bộ ảnh đánh trường khóc sưng mặt thì như thế nào. Anh đang quay thóc sơ mà anh chào người này chào người kia. Tại lâu quá không ghé xuống lầu 4 nên là mình phải chào hỏi thăm mọi người chứ. À. Lần trước thì trường có làm một cái clip cùng Nguyễn Hoàng Trinh Nghĩa là hỏi Nghĩa về cái ý tưởng của bộ ảnh khóc thét giữa Đà Lạt. Lúc đó anh em cũng chia sẻ và giữ những cái gì những dự án sắp tới Đúng đó. không? Lúc đó thì mình còn chưa biết là mình chụp bộ ảnh gì tiếp theo nữa, mà hôm nay mình đã lên tới bộ ảnh ngất xỉu rồi. Cái hôm đó mình hỏi là đúng rồi, có bộ ảnh khóc thế giữa Sài Gòn đúng không, Khóc Noel khóc Noel nhưng mà xong rồi thì xong xuôi rồi, bộ ảnh gần như không có gì bộ ảnh nó nhiều cũng lên báo mà. có báo không, rồi có bộ ảnh gì khóc thét giữa gì mà dòng người đi bão đấy đúng không. Nhưng người đi bảo có con tắm à, tắm chụp chụp chơi à, không dám khóc nữa, tại vì khóc người ta chửi quá đâu dám khóc Việt, nữa. Việt Nam vô địch mà không ra đường không Ừ, dạo này thế giới này kỳ lắm, cái khóc. mặt mình khóc mà nó cũng chửi nữa, muốn mình cười không à. Nhưng mà đâu có ai có cái nét mặt khóc giống Nghĩa đâu. Trời ơi, anh phỏng vấn mà anh không nói sớm để em làm cái phần đồ này coi nó bị sao. Không, kệ nó tự nhiên như vậy là vui vậy. Nó xấu chứ nó không có tự nhiên anh ơi. Người ta biết Nguyễn Hoàng Trinh Nghĩa là khuôn mặt xấu chứ không khuôn mặt đẹp đâu. Thì Nếu đẹp thì đi làm đi lúc đá nào mình làm xấu mình làm xấu, còn lúc nào mà đẹp ấy, thì mình cũng phải nhìn coi được một chút. Top show của trường của anh ấy là Tóc sơ mặt bình mộc thường thôi, mặt mộc thôi, à, ok. thậm chí mình cũng đâu có mút keo, đâu có tinh phấn gì đâu, không bình thường. Nhưng mà bộ ảnh hôm bữa là em chụp bằng điện thoại Oppo nữa hả, Đúng rồi, ngay cái điện thoại mà em chụp cái khóc Đà Lạt luôn đó. ghê ta, dưới sự chỉ đạo của stylist nào hay là tự em làm? Không có một cái cũng cái người chụp đó đi luôn Chắc là đạo diễn cái nó gì Hà Hà vậy hả? không ai mà chơi Dung Hà Hà chụp mình xấu lắm anh ơi, nó chỉ dựng được thôi. Mọi người đang nghe Nghĩa nói Là xấu đạo diễn của em Nghĩa. cầm cái điện thoại gì nè, em đứng như này, em kêu mày lấy góc này nè, tao vô tao đứng đúng chỗ này nè, tao đứng không đúng thì tao xích qua xong chụp cái rách thì em ra coi lại thôi, xấu cái em vô em chụp lại. Mỗi chỗ chụp tầm 10 tấm á. Thấy là mỗi chỗ chụp 10 tấm chọn ra tấm đẹp nhất. Chọn ra dáng đẹp nhất. Coi như Khi là chụp ra cái lực nhờ mấy đứa em út ở nhà đi chụp đó hả? không bạn có nó cũng thích đi lắm, bây giờ nó chở em đi là hai đứa đi chơi thôi, rồi tới chỗ nào chơi tới chỗ nào thì dừng lại chụp chỗ đó chứ không phải là chủ yếu là đi chụp ảnh đó. Tại đợt đi Phan Thiết anh cũng đi quá trời chỗ đó, nhưng mà Chắc chắn là đâu anh có biết không chỗ đi mấy nào chỗ đẹp đó đâu. luôn. Giống như cái bãi đá bãi màu ở đâu á, Bãi đá bên màu cách Phan Thiết 100 cây rồi. Trời trời trời, gọi là lực phải lên tới Anh không? đi Phan Thiết, anh ở khu khu Phan Thiết trong đó mà chọn khúc này cạnh ngoài Có gần chỗ sa mạc không? đó, À khúc đó hả? cái bãi đá bảy màu cách chỗ sa mạc chắc khoảng 50 cây. Cũng căng lắm á anh, cũng chạy căng lắm á. Đợt đi Phan Thiết là lúc đó Việt Nam mình đang đá ở Dubai, thế là mình cũng làm một cái clip Coi đá banh coi đá banh, là chuẩn bị ekip phóng viên đang trên đường tới sân vận động Dubai. Lúc đó bị Nguyễn Hoàng Trinh Nghĩa phát hiện là đây là sa mạc quê của Nghĩa. Thiệt, đúng rồi. Anh ổ đi đi đồi cát hả anh? Đó là quay ở mũi Xi Linh gì đó ở bên À đây đi đó. xin anh cứ tưởng đi đồi cát, đâu đi đồi cát Đúng đâu rồi đó, anh. trên đường đi đồi cát, trên đường đi ra đồi cát bay Biết á. rồi nhưng mà đâu có ra tới đồi cát đâu. Đó có đó, anh ra đồi cát anh đi trên đường đó đó. Có ra đồi cát không? Có chụp Xong cát thấy à? chụp hình. Có trên clip Coloman á. Không coi á. Có chứ, trời đang đang mặc cái áo này mà. Nè, áo Coloman Ý nè là mọi chưa người. coi nữa phải không? Nhớ đón coi nha. Nhiều clip quá mình bỏ sót Bỏ sót đúng gì rồi, đó. không kịp coi. Sắp tới là bộ ảnh ở đâu nè? Sắp tới muốn đi Đà Nẵng Ở bây giờ nè, sắp mà tới. chưa có gom được tiền, mới để dành được 17 ngàn à, mà cái vé Đà Nẵng 17 triệu lận. Cho nên mọi người mà kiểu
ở mấy nhà tài trợ mà có ai muốn tài trợ cho mình, mình sẽ quảng cáo tour cho các bạn. Hay là bây giờ anh có bộ ảnh chụp ảnh cưới Đà Lạt không? Anh nhờ em chụp ảnh ô tô Tự nhiên em đang làm thanh lành, anh biểu em đi chụp hình cho anh sao anh trường á, anh chuẩn bị lên Đà Lạt chụp ảnh cưới không? Không, anh cũng đang dự định vậy, nhưng mà chắc có lẽ là mình sẽ thực hiện một cái concept là tự chụp giống như Nghĩa, tự xếp máy tự chụp tự đi. xếp máy thôi, vô hai đứa cô dâu chú rể vô đứng thôi, đúng không? Anh quay lại một cái hành trình là chỉ có anh với cô dâu đi thôi, rồi xong đi tới đâu nhờ người dân chụp chỗ đó. Trong lúc vừa chụp anh vừa quay luôn, đúng gắn rồi. Rồi anh quay nó là hot luôn, sao hay quá, chưa có ai làm gì hết. Đúng bộ rồi. Ảnh xấu kệ nó, nhưng mà clip mình hot. Ok, hay, đúng. Cũng hẳn xấu đâu, xấu thì đẹp, tại vì cảnh nó đẹp sẵn rồi, người ta chụp cái rắc xong mình kéo màu vậy thôi. Đúng rồi. Người cứ như nhờ người ta bấm chỉ sợ người ta lấy nét mấy cái cành cây rồi sau lưng mình thôi, cái đó thì hơi căng. Không thì mình cứ canh nét chứ, rồi lấy nét tự động ha, tự động được chứ nhờ người ta bấm 10 tấm 20 tấm. Hơi căng, chỉ cứ chụp nhiều chụp một ngàn tấm chứ không lẽ em có tấm đẹp đúng không? Em chụp hình là em không bao giờ coi cái mặt em đẹp hay xấu luôn, coi cái cảnh có đẹp hay không, cái dáng có đẹp hay không, em không quan tâm tới cái mặt luôn. Đúng rồi. Cực đó. Đúng rồi. Hôm qua mọi người có thấy cái clip hot trên mạng không? Clip hai phượng đó hả? Đó, hôm qua mình cũng phát hiện thấy hai phượng có đứa con rơi con rớt. Con nhỏ này nè, đứa dựng clip đó nè. Đây là nó dựng xong nó đòi 3 triệu 1 ngàn like. Đây mà là... lúc anh biết sao, lúc đầu em không có nghĩ là nó hot đâu. Tại vì em thích phim hai phượng quá, mà con nhỏ PR bên hai phượng á nó kêu em là làm clip đi. Là... phải không? Phải không? Thiệt, nhưng mà không phải là lấy tiền gì hết, mà là tại vì em thích em làm thôi. Okay. Xong em làm đấy, lễ lên tối thứ bảy mà con giận nó dời thứ bảy tới chủ nhật tối thứ hai mà xém không được luôn, anh biết không? Xém được không kịp đúng. Xong hả, giận xong cái nó nói tiền dựng clip của em là 3 triệu. Xong em nói gì nè, 3 triệu đường ngàn like đi rồi 3 triệu, ý là em không nghĩ là nó sẽ được 1.000 like, anh hiểu không? Anh thấy 1.000 chia sẻ luôn rồi, vào like được lượt like bao nhiêu? 8.000 like rồi. Nhìn lên là nó nhân lên thành 24 triệu rồi. Em hỏi anh, em á là cái dòng là làm clip chụp hình miễn phí, em không có được một cái đồng nào hết á, từ một cái tổ chức cá nhân hết, mà nó lấy em 3 triệu 1 ngàn like là anh nghĩ là sao? Anh thấy mà anh tức không? Thì bây giờ anh nói bên BA bên Hai Phượng lấy 30 triệu đi. Mà nó trả anh dạo này 24 triệu, em còn có 6 triệu à? Hai Phượng nó không có chịu trả bây giờ sao? Thì dạ. Tiền con rơi con rớt nó trả lại. Bây giờ em chỉ có đi bán dâm, em chỉ trả được tiền, mà trả nợ thôi. Chứ thấy làm clip cho coi miễn phí mà còn tốn tiền dẫn, anh thấy không? Vậy đó. Phí còn tính tiền dựng nữa. Mà chúng nó còn chửi nữa. Không thấy người ta vui mà tao quá chửi đâu. Có người chửi mà anh không thấy, cho em thấy. Em đọc từng comment nha, đứa nào mà xong xe chửi tao đọc hết. Ủa vậy? Tao lẳng lặng thả một trái tim thôi. Coi như là chị đã đọc rồi, chị đã đọc comment của em rồi, em nhục thì em tự xóa đi. Ủa vậy chứ không phải em xóa hả? Em không hề xóa một cái gì hết, em để yên đó vậy đó. Vậy để cho cư dân vô quánh giá nó. Tự nhiên cái album của người ta mà nó vô nó kêu quá. Chắc có lẽ do mình không vui, nhưng mình đang gì á, nhưng mình cảm thấy bạn này làm mình gợi nhớ tới những điều không vui và chết chóc gì đó. Ai chết gì đó rồi cái gì mà chắc là bạn đang cố tỏ ra hài hước thôi chứ không có gì đâu. Ôi trời ơi. Đúng rồi. Không có thích thì đi chỗ khác chơi giùm, cái không vui thì tắt điện thoại đi ngủ. Cũng nghĩ vậy thì nhiều khi nhiều người có suy nghĩ tiêu cực đó. Em rõ ràng là em đã ghi là ngất xỉu vì Bình Thuận quá đẹp, rõ ràng. Đúng rồi, phải đọc kỹ. Là ta đã ghi ra để hiểu luôn á. Ai mà không có não là cũng hiểu nữa. Đọc, viết, đọc được là hiểu là thằng ngất xỉu tại Bình Thuận đẹp quá. Cái chữ mà ngất xỉu tại Bình Thuận, cái chữ quá đẹp đó, bị ngăn cách nhiều không? Nó rất là dễ hiểu, ý là Bình Thuận đẹp xỉu, anh nói. Bốn chữ Bình Thuận đẹp xỉu là đẹp quá cho nên đi xỉu. Chứ không phải là bạn Nghĩa đi ra chứ, giữa đường đứng mà xỉu xe, ý mình người hiểu lầm rồi, nhưng cực quá. Mà đáng lẽ đây em nói tên gì nè, Bình Thuận đẹp nhưng mà nắng nóng quá muốn xỉu đã. Chứ vậy nắng quá cực. Nắng quá là xỉu anh ơi. Nắng quá xỉu. Nếu mà về Bình Thuận như vậy. Nắng lắm anh ơi. Hôm đó là chụp bằng một bài tết. Em chụp 2 ngày mới xong anh Bình. 2 ngày. Hai đứa đi xa, đúng rồi. Hai đứa đi chơi luôn chứ không phải là đi chơi. Mà bạn bè đâu hết chơi gì, bạn bè có hai đứa chơi vậy? Và đi học lớp thôi mấy đứa. Okay. Nghĩ là về Tết vui lắm. Ai nhẹ không một bóng người. Không ai hết. Ý là bạn bè chưa về sao? Không. Nó có bạn riêng hết rồi. Trời. Nó đi chơi với gia đình, đi chơi với người thân, đi chơi với bạn bè riêng. Bạn bè riêng là bạn mình cũ rồi không chơi nữa. Ý là nó nói mình là trong Sài Gòn gặp nhiều quá rồi không có đi nữa. Dễ hả? Anh biết không?
toàn ở nhà, xong bắt đầu phải nhắn tin, ơi đánh bài em, đánh bài em, đánh bài rủ người này, ơi đánh bài mày, đánh bài em chơi lô tô, đánh bài em, đánh bài em, ngày nào cũng đủ gì đó. Cũng có nhưng mà hơi khuya, nó đi chơi hết rồi tới 9-10 giờ nó mới tập lại nó chơi với mình. Đúng rồi, là chơi sáng ban ngày là nó chơi bạn nó hết rồi, lúc sáng có tới lúc mà đêm tăm tối nó mới chơi với mình. Em là gì? Em là bông tím. Không phải, nó đi chơi với bạn còn em cũng là bạn mà sao nó để em tới tối vậy? Thôi kệ, bây giờ mình chán quá sao anh, mình đang cần người ta mà. Mình cần người ta là đâu cần mình. Ừ, thì bây giờ vô Sài Gòn nó đủ mình chảnh lại. À đúng rồi. Ừ, em trả thù quá nữa. Mấy bạn mà bạn của Nghĩa là nhớ nha, vô Sài Gòn Nghĩa không đi ở đâu. Vô Sài Gòn rủ là em kêu bận, mặc dù em cũng rảnh lắm. Anh thấy không, em ở nhà thôi nhưng nhắc mà luôn tên bận. Nhỏ nào á, nói tên thằng nào. Này, con Uyên nè, con Trưng nè, đó mấy con đó, con Uyên, con Trưng nè, con Ly nè, thằng Văn nè, đó mấy đứa đó đó. Thôi mấy bạn lưu ý nha. Nhớ năm sau Tết nhớ đi chơi với Nghĩa nha, để Nghĩa buồn nghĩ vậy. Vô Sài Gòn không đủ đi chơi nữa. Bây giờ thôi nữa nè. Mà cái ý tưởng là Hải Phượng mà bắt con bướm như là con Linda gì đó ở đâu? Ý tưởng của ai vậy? Không. Vậy nè. Tại vì cái bạn đó nhắn với em á là cái không, em cũng coi phim. Bạn đó nói với em nó xui quá, chưa coi phim đó, chưa phân tích được. Anh coi. Tại vì cái câu đinh của cái phim đó mà nó dùng để quảng bá là con tao đâu. Đúng không? Trong phim thì nó nhiều thoại hay quá. Không có nhìn được, nhưng mà cái câu mà họ dùng để quảng bá là câu con tao đâu. Mà câu đó được nhắc nhiều nhất trong phim. Không, câu đó cũng bình thường. Trong phim em thấy cũng bình thường. Nhưng mà ý là họ dùng câu đó để quảng bá là con tao đâu. Thì em cứ đọc cái câu con tao đâu, con tao đâu. Ngày sinh ra ý tưởng. Ừ, con tao đâu, đi tìm, mình đi tìm con. Đó, thì xong em mới nghĩ tới. Em rõ ràng là đầu tiên là em nghĩ tới là con bóng lông xiên á. Cái câu đó trend lắm. Cái con đó chưa lắm. Hay là mình làm phần 2 đi. Ừ, con bóng lông xiên lên rồi đầu tiên luôn á. Anh đẩy cho em mấy ý tưởng thêm nữa. Không, thiệt ra là nhiều con lắm. Có mấy cái con tim vỡ tan rồi này nọ nó nhiều lắm. Nhưng mà em cảm thấy là 4-5 cái là đủ rồi. Dài quá thì nó hết vui, cho nên em dừng lại. Cái thiệt ra em có thể làm tới 10 phút luôn đó. Dài lắm. Xong á, em nghĩ con bóng lông xiên đầu tiên, xong em nghĩ tới con bướm xuân liền. Xong em nghĩ tới con cò bé bé. Ừ, xong mới tới là con quỷ Quyền Trinh đó, con quỷ Quyền Trinh 550 chia 2 bằng 225 đó. Ồ vậy. Đó là con đó, xong rồi đáng lẽ là qua con tim vỡ tan. Bài của Phan Mạnh Quỳnh á. Rồi xong em nghĩ lại cái em lấy bài con trai cưng, tại vì bài con trai cưng nó mắc cười hơn. Trai cưng của thằng gì? Bị Ray á. Bị Ray, ừ. Đó là xong đó, ý tưởng hình thành trong vòng nốt nhạc. Đến như mấy phút thôi không? Đến mấy phút. Mà mấy cái cảnh của em quay có 1 phút mà. Mà mấy cảnh em quay công ty đâu dám nói bự đâu. Không ai công ty đông lắm. Có mấy cái quay công ty đâu dám nói bự đâu, cho nên mình cứ nói nhỏ. Đến như hôm nay tóc sơ, hai đứa đang ngồi trong một căn phòng đông lắm. Sợ mọi người không nghe được mình nói gì nữa. Mà chắc được á. Thu tốt, tiếng tốt mà đúng không mà. Mấy tốt mà. Nó nghiêng nè, quẹt cái nó nghiêng nè. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi talk show của anh Phước Trường. Và hy vọng là sẽ không có một cái talk show nào nữa, tại vì nói chuyện mệt quá. Không có cách xe mà nói chuyện mệt quá. Không, nếu mà view này, cái clip này được chừng 1000 view thôi. Thì dẫn Nghĩa đi uống chất sữa ha. 1000 view là 3 triệu, đúng không? Tính theo giá của Hà nè. Hồi cứ 1000 là 3 triệu. Thì nếu mà 3 triệu. Nếu mà được 1 triệu thì được 3 triệu, ok. Cô gái này là cô gái 3 triệu ha. Này, okay. Đây, trả Hà 3 triệu nó 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu. Đó, hôm nay mọi người được 3 chàng thì có chứ mình được 3 triệu. Hôm nay được mọi người được gặp ekip của Nguyễn Hồng Trinh Nghĩa nha. Ekip rất bự, chỉ rất có bự. Một talent và một diễn phim hết. Hết. Ý tưởng của hai người hay quá. Cái này là mọi bạn các bạn phải học hỏi. Ừ, mấy cái đứa nhà báo inbox em hỏi có ekip được không đi chụp hình nói cái không có hai người hay bạn nói cho gì. Nó tưởng là có một ekip đi á. Thật sự là có những dự án rất là nhiều người làm nhưng mà view không có. Mà cũng toàn hai người. Hy vọng sẽ có một ekip nào đó ekip. Mời tôi về đi, tôi sẵn sàng là không công. Ekip Phước Trường Cinema hả? Phước Trường Cinema hả? Cái ekip này cũng như cái ekip Trần Mỹ Phương Hà 3 triệu thôi. Là cũng một đứa. Một đứa. Ekip nào bự đi cho tôi cảm giác có ekip bự, máy quay bự rồi tôi đi cho nó vui. Vậy quay bằng điện thoại công nghệ 4.0 rồi, máy quay bự chứ. Vậy đây, thôi bắt đầu bài ý tưởng cho mình làm ha. Ok. Hy vọng sẽ có các xe đàng hoàng cho Nghĩa. Đúng rồi, trời em thích. Hy vọng các nhà hảo tâm ấy lòng quá lòng. Làm như cái kiểu cái gì? Giờ người tàn tật mồ côi rồi đó, kêu gọi nhà hảo tâm không có
Nghĩa sẽ là người giúp đỡ người những người nghèo và các nhà hảo tâm. Sẵn tiền mình sẽ PA câu lạc bộ thiện nguyện Ánh Dương luôn. Mọi người hả? Nào mà muốn làm từ thiện á thì có thể vô like câu lạc bộ thiện nguyện Ánh Dương ha. Một năm mình có 3 chương trình nào cũng có mình hết đó, muốn gặp mình thì có thể đi. Ồ dạ, vậy cho anh tham gia được không? Ờ bữa nay em tác anh vô. Ok. À, cô gái 3 triệu này nó cũng đi nữa nè. Cô gái 3 triệu nữa hả? Mới đi mà nó mệt nó ngủ không à. Đi làm từ thiện bữa đi lắc lắc bụng thuận đi hả? Anh tưởng cái đó là nhóm của em đi. Cái nhóm nhóm nhỏ gì đó hay là cái nhóm này lâu chưa? Câu bộ thiện nguyện Ánh Dương lâu lắm rồi, 6 năm rồi. 6 năm rồi. Là ban tổ chức như thế nào? Em trong ban chủ nhiệm này. Em đi nó được 5 năm. Rồi kêu gọi mọi người đóng góp như thế nào hay là kêu gọi nhỏ tài trợ? Có chương trình mới kêu gọi là bình thường không kêu gọi. Rồi, tại vì biết sao không? Em không có muốn không mọi người luôn. Kiểu không có muốn nó có quá nhiều tiền. Ừ. Tại vì khi nó có quá nhiều tiền thì mình sẽ sinh ra nhiều thứ và mình sẽ bị lười á. Sao? Là câu lạc bộ là kiểu là xuống chơi mấy đứa nhỏ, mình tự làm bằng tay, mình cố gắng làm cái này làm cái kia, xin đường, xin muối. Cái đó nó có cái ý nghĩa và cái công sức của mình trong đó nữa. Chứ ví dụ như bây giờ anh quăng cho em 200 triệu em làm chương trình em cũng không muốn làm nữa. Có tiền đó rồi em không làm gì đó, bây giờ em chỉ kêu người ta đem cái này tới chở mình xuống đó mình phát thôi, em không thích. Ừ, tất cả mọi thứ em muốn đều phải tự làm và mọi người phải cảm thấy là cái chuyện đó nó ý nghĩa, nó khó khăn nó mới đạt được, chứ không phải là tự nhiên đụng cái có tiền là làm. Nhưng mà cái nhóm chương trình nào cũng khóc đó, tại vì không có tiền. Thì tất nhiên rồi, làm thiện nguyện thì cái người đứng ra làm là bằng cái tâm chứ đâu phải bằng cái tiền, đúng không? Ừ, nó thấy mấy chị bỏ tiền túi ra tội nhiều. Đúng rồi, không như vậy. Các anh cũng ở bên được giúp đỡ nhiều người lắm. Nhưng mà bữa nào em sẽ tác anh vô ha, em hy vọng anh sẽ ủng hộ 5 đến 10 triệu. Không. Ý anh nói cũng bỏ sức mình ra phục vụ thôi chứ mình không nhiều tiền. Okay. Anh quay phim cho Nghĩa, cho nhóm được anh ok về làm những kỷ niệm. Với cả kiểu bây giờ ai cũng bận, hồi xưa là sinh viên làm kiểu đó được. Ừ. Kiểu thời gian nhiều á. Bây giờ mọi người đi làm hết rồi, cũng mọi người cũng muốn làm kiểu đó nhưng mà thời gian mọi người không còn nhiều nữa. Xin phép đi hơi khó. Thành ra có nó cái chương trình nó lại bị lỗ chỗ này xíu, lỗ chỗ kia xíu. Mà nhiều người không hiểu á, cứ bám như nó nói hoài nên cũng lâu lâu cũng buồn lắm. Tại vì thực chất là mọi người không có nỡ dừng lại. Anh hiểu không? Chứ thật ra là mọi người bận quá rồi. Nhưng mà kiểu là không nỡ dừng lại cho nên á, mọi người kéo có lòng hảo tâm có thể like fanpage câu lạc bộ thiện nguyện Ánh Dương nha. Theo dõi chương trình trên đó. Nhưng mà chưa anh hỏi là cái nhóm em tập trung vào thiện nguyện cho em bé hay cho người nghèo, những già hay là sao? Tháng 6, tháng 7 là tụi em đi chương trình Nụ Cười Trẻ Thơ là hè, là đánh tới thiếu nhi. Quan tâm tới thiếu nhi? Không, ý là đối tượng mình đi chương trình đó là thiếu nhi. Còn Trung Thu là Vui Hội Trăng Rằm thì đối tượng vẫn là thiếu nhi. Nói chung là tới thiếu nhi nhưng mà có phát quà cho người dân nữa. Và đêm văn nghệ thì người dân cũng tới coi. Bình thường người dân cũng tới chơi, cũng nấu đồ cho họ ăn. Nói chung là chương trình kéo dài 2 ngày lắm. Còn Xuân Yêu Thương thì là đánh tới cả hai luôn. Là vừa phát quà gia đình nghèo, vừa phát quà cho thiếu nhi, học sinh. Có nghe Xuân Yêu Thương thường tụi em tới một cái trường thiệt nghèo, em phát hết quà cho thiếu nhi đó luôn. Rồi phát thêm 100 phần quà cho hộ dân nữa. Rồi có gói bánh tét, có đồ chơi bời, đốt lửa chạy. Bữa nào anh đi đi. Ừ, anh cũng xưa tụi trước đã tìm được người quay phim rồi, tại vì quay phim câu lạc bộ mới nghỉ về quê rồi. Hên quá. Ok, mình rất thích làm những việc này, tại vì trong nhà thời này cũng làm nhiều cái vấn đề này mà. Cho nên là có thì mình làm thôi, có cái thông báo. Nhớ xíu nó ép vô nha. Ok anh ơi. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở clip sau nha. Hẹn không gặp lại mọi người ở clip sau. Hy vọng Nghĩa sẽ ra một cái album hình nào đặc biệt nữa để mọi người coi tiếp tháng nha. Tháng 4 này em đi Phú Quý chắc là có một album nữa. Ok, bye bye.